Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, Fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Sáng nay, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt doanh nghiệp và kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tuấn Công cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trước những biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua đã khẳng định khả năng vượt khó và tính tự cường của các doanh nghiệp trong tỉnh. Tỉnh Hưng Yên đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, văn hiến, hiện đại, giàu đẹp đến năm 2030 như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Để đạt được mục tiêu, cần phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao huân chương lao động hạng nhất cho công ty cổ phần Tiên Hưng. Kỷ niệm ngày doanh nhân 13 tháng 10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2022 cho 60 doanh nhân, trong đó có 10 người được vinh danh trong top 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu nhất. Trong danh sách top 10 có nhiều tên tuổi nổi tiếng như Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bà Thái Hương, Chủ tịch Công ty Sữa TH, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG. Trong đó, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải là tỷ phú đô la Mỹ duy nhất lọt vào top 10. Theo VCCI, các doanh nghiệp do top 10 lãnh đạo quản lý đã đóng góp tổng doanh thu gần 470.000 tỷ đồng. Trong năm 2021, vốn chủ sở hữu trên 610.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 130.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trên 59.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 130.000 người. Cùng với xây dựng các tuyến đường trật tự văn minh, không rác thải, trong 2 năm qua tận dụng nguồn hỗ trợ của tỉnh, thành phố, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã phát huy nội lực dành 50 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Ngoài đầu tư sửa chữa xây mới phòng học của cả 3 cấp, xây dựng mới 3 trên 5 nhà văn hóa, có công viên cây xanh phục vụ nhu cầu sinh hoạt giải trí của nhân dân, phường đã trải nhựa 5 km các trục đường trong khu dân cư, đường dọc sông Điện Biên với hệ thống thoát nước và đèn chiếu sáng hoàn chỉnh. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên, còn gọi là đường 379 kéo dài, đoạn qua huyện Văn Giang, có tổng diện tích đất nông nghiệp cần giải phóng mặt bằng là gần 30.000 m² với 267 hộ. Đến thời điểm này đã có 192 hộ nhận tiền tạm ứng và bàn giao được trên 22.000 m². Trong đó, xã Long Hưng vận động được 36 hộ đạt tỷ lệ 100% số hộ bàn giao trước mặt bằng để thi công. Thị trấn Văn Giang có 71 trên 79 hộ với diện tích bàn giao trên 10.000 m². Xã Tân Tiến có 85 hộ đã nhận tiền tạm ứng và bàn giao được gần 5.000 m². Hiện huyện Văn Giang còn khoảng 30 hộ đang vướng mắc do bởi diện tích thu hồi mua bán chuyển nhượng thời điểm tạm ứng vắng mặt tại địa phương. Sự đồng thuận của nhân dân cho việc bàn giao trước diện tích mặt bằng có phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tại buổi họp báo thường kỳ chiều qua của Bộ Công Thương, lãnh đạo bộ này cho biết sẽ cùng Bộ Tài chính rà soát các quy định liên quan tới công thức, điều hành giá, thời điểm, thời gian điều hành, chi phí vận chuyển, quyền của các công ty con, phân phối để phù hợp hơn với thị trường biến động như thời gian qua. Theo đó, các giải pháp được nêu ra như kiên trì kiến nghị Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, bổ sung chi phí vận chuyển, đảm bảo tính đúng, tính đủ, tăng lượng hàng nhập, duy trì ổn định nguồn cung thị trường, tiếp tục tập trung rà soát chi phí và cơ cấu tính giá, đặc biệt là chi phí đưa xăng dầu nhập khẩu về cảng nhằm tính đúng, tính đủ. Ngoài ra, đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức tín dụng, lãi suất ưu đãi, nguồn ngoại tệ để tăng nguồn lực nhập khẩu, mua xăng dầu trong nước giúp đáp ứng nguồn cung thị trường. Đây là những hình ảnh gây xúc động tại bệnh viện ca ở Hà Nội khi một em học sinh lớp 4 cùng một số người đang hiến mái tóc dài đã nắm của mình dành tặng bệnh nhân ung thư. Đó là bé Cao Nguyễn Phương An lớp 4A3, trường tiểu học Kiến Hưng ở quận Hà Đông. Thời gian qua tại bệnh viện ca, nhiều người ủng hộ chương trình tóc cho bệnh nhân ung thư, trong đó có nhiều con gái của cán bộ, nhân viên trong viện cũng như bệnh nhân đã khỏi bệnh. Mỗi người cắt từ 20 đến 40cm tùy theo chiều dài của mái tóc để làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư. Với thông điệp bao nhiêu sợi tóc, bấy nhiêu sợi tình, mái tóc giả từ tóc thật chính là món quà tiếp thêm tinh thần, nghị lực cho những chị em phụ nữ chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo.
Đoàn công tác của Công an tỉnh Hưng Yên do Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn vừa tiến hành khảo sát công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và công tác bảo vệ môi trường tại một số địa phương trên địa bàn huyện Văn Lâm. Đoàn công tác đã khảo sát một số cơ sở sản xuất tại thôn Minh Khai, thị trấn Nhu Quỳnh và thôn Đông Mai sẽ chỉ đạo là những địa điểm sản xuất các sản phẩm tái chế như nhựa, chì, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường cao. Đoàn cũng tuyên truyền hướng dẫn chủ cơ sở sản xuất và người dân địa phương khắc phục những hạn chế bất cập thiếu sót để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường, đồng thời lên phương án bố trí địa điểm để phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp huyện. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội, về các tội giết người và cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, trong quá trình chung sống cùng mẹ con chị L, Huyên thấy cháu A có thái độ không nghe lời nên đã nhiều lần hành hạ, đánh đập. Sau 4 lần có ý định giết cháu A không thành, sáng ngày 17 tháng 1 năm 2022, khi chỉ còn Huyên và cháu A ở nhà, bị cáo hỏi nhưng thấy cháu bé không trả lời nên đã bực tức tát liên tiếp vào mặt cháu bé. Huyên sau đó dùng cả quả tạ đóng liên tiếp 10 chiếc đinh dài hơn 2cm vào đầu cháu bé rồi trở đến gửi người trông trẻ. Và chiều hôm đó, cháu A có biểu hiện buồn nôn, sức khỏe yếu, không đứng vững nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân, vùng đầu có nhiều vết xước, sờ có dị vật dưới da, chảy dịch tai hai bên. Đến khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2022, cháu A tử vong tại bệnh viện đa khoa Sanh Pôn. Tại vòng 19 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2022 diễn ra chiều qua, câu lạc bộ Phố Hiến tiếp tục duy trì chuỗi trận thi đấu thăng hoa khi có chiến thắng đậm 3-0 trước đội chủ nhà câu lạc bộ Phú Thọ. Ba bàn thắng trong trận đấu này của câu lạc bộ Phú Hiến được ghi do công của cầu thủ Thanh Nhàn, Anh Tuấn và bàn phản lưới nhà của cầu thủ Hải Đức bên phía câu lạc bộ Phú Thọ, giành chiến thắng ấn tượng 3-0. Ngay trên sân khách, câu lạc bộ Phú Hiến giữ vững ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 35 điểm, kém đội đầu bảng câu lạc bộ Khánh Hòa 1 điểm. Trong nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính, chính phủ New Zealand đề xuất đánh thuế khí nhà kính do gia súc thải ra. Đề xuất của chính phủ New Zealand đang khiến những người chăn nuôi gia súc ở nước này tức giận. Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern cho biết, số tiền thuế thu được từ khoản thuế này sẽ được đầu tư vào công nghệ mới, các nghiên cứu cho ngành nông nghiệp và chi trả cho người nông dân. Nếu đề xuất được Quốc hội nước này thông qua, New Zealand sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đánh thuế đối với khí thải nhà kính mà gia súc thải ra. Đề xuất của chính phủ New Zealand đang khiến những người chăn nuôi gia súc ở nước này tức giận. Liên đoàn Nông dân của New Zealand cho biết quy định này sẽ khiến những người nông dân ở New Zealand phải từ bỏ việc chăn nuôi gia súc và bán trang trại. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết họ đã thành công làm trạch hướng một tiểu hành tinh trong thử nghiệm ngăn chặn một vật thể vũ trụ lao vào trái đất. NASA cho biết tàu vũ trụ trong sứ mệnh thử nghiệm chuyển hướng hai tiểu hành tinh DART đã được cho va chạm vào tiểu hành tinh Dimorphos cách trái đất gần 11 triệu km vào ngày 26 tháng 9 vừa qua. Vụ va chạm đã chuyển thành công hướng di chuyển của Dimorphos vào một quỹ đạo nhỏ hơn. Sứ mệnh này đánh dấu đây là lần đầu tiên nhân loại có thể thay đổi quỹ đạo của một tiểu hành tinh. Những ngày gần đây, khách tham quan triển lãm Tomorrow Today của Bảo tàng Tương lai ở Dubai sẽ được chào đón bởi một robot hình người tiên tiến sử dụng trí tuệ nhân tạo với tư cách là một nhân viên của bảo tàng. Được đặt tên là Ameka, robot có khuôn mặt và cơ thể giống như người thật một cách ấn tượng với khả năng biểu cảm trên khuôn mặt. Ameka có thể tương tác với khách tham quan, hướng dẫn họ và trả lời các câu hỏi. Thậm chí robot còn có khả năng biểu cảm trên khuôn mặt và khiếu hài hước. Các biểu cảm của Ameka gồm ngạc nhiên, hạnh phúc và tức giận. Robot cũng có thể ngáp, chỉ và nhún vai, cũng như thực hiện nhiều chuyển động khác, bao gồm ngửa cổ và ngửa đầu. Tại giải vô địch bí ngô thế giới lần thứ 49 ở bang California của Mỹ, một giáo viên làm vườn tại bang Minnesota đã giành chiến thắng và xác lập kỷ lục với quả bí ngô nặng tới 1.161 kg. Giải vô địch bí ngô thế giới năm nay diễn ra tại vịnh Half Moon, phía nam San Francisco. Chủ nhân quả bí ngô khổng lồ chia sẻ, ông đã rất vất vả và phải mất tới 35 giờ đồng hồ để chở quả bí ngô khổng lồ tới dự sự kiện. Với quả bí ngô năm nay, ông đã phá kỷ lục được thiết lập tại New York vào tuần trước của một quả bí ngô khổng lồ nặng 1.158 kg. Theo sách kỷ lục thế giới Guinness, kỷ lục quả bí ngô nặng nhất thế giới là 1.225 kg, hiện thuộc về một người nông dân ở Italia. Bản tin 18h30 phút hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.